Lộ bằng chứng mẹ diễn viên Mai Phương dụ dỗ người dân theo tả đạo. Sau khi một loạt hình ảnh clip về việc diễn viên Mai Phương bị mẹ ruột hành hạ, cha tấn tinh thần trước khi mất được tung lên, cư dân mạng tiếp tục tìm ra được bằng chứng người phụ nữ nhẫn tâm này cuồng đạo còn dụ dỗ người dân xung quanh đi theo tả đạo của mình. Những ngày gần đây, khi khán giả đang thương xót trước sự ra đi của diễn viên Mai Phương thì bất ngờ đoạn clip được cho là do một người bạn của nữ diễn viên quay được tung ra, tràn lan khắp trên các mạng xã hội. Trong đoạn clip trước khi mất, Mai Phương bị chính mẹ ruột của mình chửi rủa, tra tấn tinh thần dù bản thân bệnh tật, mệt mỏi, đau đớn đến hốc hác. Theo nhiều nguồn tin, mẹ ruột của diễn viên Mai Phương là người sùng đạo đến mức điên cuồng. Người phụ này có thể 30 ngày không tắm, xem con cháu là quỷ ma, luôn thích bạo lực. Khi con gái có tâm nguyện mua đất để được chôn cất, bà sẵn sàng mắng nhiếc, chửi rủa, gọi con là bất hiếu và quyết hỏa táng theo tục lệ giáo phái của bà. Người mẹ nhẫn tâm, còn quyết không cho con gái điều trị tại bệnh viện mà nằng nặc đòi đưa cô về nhà tự chữa bệnh theo mê tín dị đoan. Mai Phương mệt mỏi, đau đớn thể xác khi bị bệnh tật hành hạ nhưng vẫn bị mẹ ruột ép ngồi nghe đạo. Trước những hình ảnh và thông tin như vậy, cộng đồng mạng vừa phẫn nộ vừa đau lòng trước hoàn cảnh của Mai Phương. Đáng chú ý, khi một cư dân mạng hỏi mẹ Mai Phương theo đạo gì, một người đã lên tiếng xin hỏi con mụ này nó theo đạo gì vậy mọi người? Đạo Chúa trời gì á? À? Lại hồn tội thân con bé rồi. Đạo tin lành gì đấy, đám ma cũng bọn đấy tổ chức, rồi gặp bọn đạo dụ rồi. Đúng rồi, nhà gần nhà mình, dụ theo đạo của họ, họ sẽ giúp đỡ này kia á. Cứ qua là bị bố mình chửi mà vẫn cứ qua. Đây có lẽ là người sống cùng khu dân cư với mẹ con Mai Phương. Theo như lời người này thì mẹ của nữ diễn viên cuồng đạo, không chỉ cuồng tín vào giáo phái, bà còn đi vận động những người khác tham gia cùng. Thế nhưng, một đạo phái cổ suý 30 ngày không tắm, xem con cháu là quỷ ma, luôn thích bạo lực thì có khác gì là tà đạo không nhỉ hiện tại rất nhiều nghệ sĩ facebooker youtuber đang lên tiếng để bảo vệ cho bé la vi con gái của mai phương thoát khỏi vòng tay của bà ngoại bị tà đạo mê hoặc